Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên giới công thương Việt Nam 13 tháng 10 năm 1945, 13 tháng 10 năm 2020, mới đây tại Bắc Ninh, Viện Đào tạo Tư vấn và Phát triển Kinh tế IDE, Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình 75 năm giới công thương Việt Nam làm theo lời Bác vì sự nghiệp ích quốc lợi dân. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các doanh nhân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời đề nghị các doanh nhân tiếp tục thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường đầu tư đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất kinh doanh, bên cạnh việc đảm bảo lợi nhuận, doanh nhân cần quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và có nhiều đóng góp hơn nữa cho các hoạt động an sinh xã hội. Chương trình vì sự nghiệp ích quốc lợi dân được tổ chức định kỳ hàng năm là một trong những hoạt động nhằm vinh danh và cổ vũ giới doanh nhân trong sự nghiệp kinh doanh, sản xuất, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để các doanh nhân trao đổi, kết nối, lan tỏa và đóng góp ý kiến, hiến kế và đối thoại với các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế. Trước đó, chương trình đã tổ chức báo công dâng Bác tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và dâng hương tại đình đền Tướng Quốc, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.